오케이. 좋아. 한 lần nó nặng đấy hả em? Hai lần rồi. Nhìn loại đi ta. Theo con, lớp nhận đưa đi. Cái mi. Tao học quá rồi mà. Em loại cho dần đi. Chúng tôi đến mụn lá này mặn sẵn cứng ngắt luôn. Học chi? Lúa. Tung đoan mạch mũi với cái máng ta tôi nè. Ủa? Bếp này đây. Không để nhờ với bằng ngủ á. Chịu giỏ cứng không mà.
Cái nó đèn lên xí. Đâu quá hả? Đúng đẹp gì nữa, không có xí má. Chị anh có nắng hả? Ngồi có nắng hả? Nắng thì bật máy quạt bật điều hòa lên nghe. Em ý là ngồi có nghe nắng hả? Thì bật quạt bật điều hòa lên giùm em nghe. Vừa qua chưa? Hả? Lên vừa qua vừa rồi chưa? Không, không có nhu cầu lên. Mua điện thoại về mua chiếc xe. Đúng. Mình đâu có dư tiền để lùi mấy chuyện đó đúng không? Cho nhiêu đó đi. Em mua cái 11 mà tiếp tiếp tục. Chắc lòng.
mình đâu có cần lụm cho nhiều mà đi sắm điện thoại xịn nữa đâu. Đấy là có nhà đầu tư, họ có tiền thì họ sắm, nữa còn mình không có tiền nhưng mà mình có nhà đầu tư. Nhà đầu tư đủ nghe ớn anh. Cho được nữa cái điện thoại nó đâu. Cho lung, đầu tư lung nhé, cho con nữa rồi. Cho tốn tiền rưỡi, hai tiền. Để cho rưỡi mua này nè. Cho chẳng má được rầu chứ, không chứ không qua. Má mua 15 triệu rưỡi đó chị. Chứ ớt chì gì mua điện thoại nó. Về rồi dùng có hết nào. Cái chuột trời trong bún mẹ tầm nhau. Ủa ông bún mẹ tầm mình có chừng nói tiền, họ cho mình chừng nói tiền thì mình mua luôn. Chứ mình đã muốn rồi đúng không? À, ấy, mình lấy tiền. Đây không mua ép ta đi. Để vô là ấy. Nhau mình không ứng mua sao đúng không vậy? Để vô mà tiếc là nó xin nẻ cho mỗi thon, còn mỗi thon. Người thì do nó là hoa kiếp. Dễ gì sáng chị. Vì nó không mua hơn 50 triệu. Sáng bị thủa tí á. Mà với hồi sáng ta không kiểm tra phải chút đưa 400 là mất mớ tiền ta rồi đó chứ. Dạ dạ. Vô thiếu hồn à. Không phải vô thiếu mà lấy nhầm bill. Nhầm do tiền. Cái quần mà lấy bao ta 440 ngò. Cái quần đi, có tiền đâu mà hơi rắm chí một hồn dữ vậy. Xí nhớ ta trả tiền làm sao ta quay nha, ta nợ họ ta hao quan lắm. Dễ ăn rồi á. Hơi 19 ngòn tôi còn quay, hơi rắm chí một hồn mới quay. Ơ nợ. Thế là xí nẹm bụng có tiền bông gì á hả? Ơ nợ ta là ta xí, nhớ. Xí nữa cơ bà tính tiền của mình đưa nữa chứ. Ừ. Tôi cho họ mượn tiền tôi hao quan nữa. Quay đi, năn nỉ luôn á. Chồng con đi ăn chỗ này mà làm im khô. Vũ kinh. Nghe chị kêu bánh cà rét cho riêng á, ngầu ngày thấy dở. Mẹ thấy dở nào còn con mình trên nó hủa có ngon không chị? Bờ thì, riết của họ. Hủa bò có ngâu không? Tôi mới mua, tôi nghe bò thuốc ngâu, tôi mới mua đó bò. Mình nhắn tin riêng mình hủa đi. Cơm công bình trên cái mờ bón của họ hủa ngon không chị? Trừ họ trả lời ren chữ. Không lẽ kêu. Mua biết tôi có hủa. Không lẽ trừ vô kêu dở lắm mày. Một phải nhắn tin riêng nha tôi rồi, chứ không đừng an hay là ren. Để tôi mua về thấy là nó đâu có sầu riêng hay nó đâu. Có mà. Chi chi. Chứ âm ưng chị cho nhiều. Chù không mới. Chị em ở tiệm bánh vô cây chưa? Chưa. Hầu chứ không. Chị chứ em là chị không hái đâu. Bánh vô cây luôn. Sầu riêng không? Thơm phức. Cá bao hộp bao nhiêu? Hộp như 45 ngọt. Đúng rồi. Nay họ mua có 35 ngọt. Nhưng mà hết ngâu chất lượng ở trong cái rụt á. Chặt khử ghê. Mà cái lớp giòn giòn nó mặn lé không phải như bò đi lớp giòn giòn nó già khủy. Hồi mua thử. Chưa ăn du kỳ nên không biết. Bỏ bữa nay quái bó cà rét cho riêng rồi. Không biết có bó nào mà đi không ăn. Thái gì chị mua đây nó biết cái ai hủ thử em mua. Gió rẻ hơn đúng không? Gió rẻ hơn. Rẻ hơn có bùi còn bọt. Mẹ dở quẹt. Mua thử rồi đó hả? Chị mua đó, con chị nuốt ngâu cái là em đẹp liền đó. Không bón được thêm hộp nữa, kệ hắn. Ta ơi, hủa ta ta cũng ngon hết chứ. Mà biết. Chị em chị thấy nó ngon anh. Cũng được. Không bắt tay ta ăn em vô cái cân lè rồi. Không chơi thôi con mà ăn đâu. Ta mua hơi hộp mà chị cũng còn kết hơn đó kìa. Không, chở quá. Bà mua bà vô kỳ thôi, bón về chị mua chị ăn thử đi. Ừ. Chị ghiền luôn á. Mà đây thì lại em không thấy bỏ bón chắc con dâu bỏ đơn bánh bỏ hái quá bỏ lùn mấy cái ruộng đó bỏ
chắc nữa gần tới nữa nè.